Xin mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã đến với kênh của mình ha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng bông vạn thọ để chuẩn bị đón Tết nha các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thời vụ mà để là trồng được các bạn để cho kịp để phục vụ cho Tết Nguyên Đán nha các bạn ha. Thì ở đây là mình cũng đã trồng rồi, mà hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cái thời điểm, đó chính là nếu như là các bạn mà trồng về cây mà dạng thọ lùng á, thì các bạn là có thể là gieo hạt là từ ngày 5 tháng 11 âm lịch nha các bạn ha. Còn nếu như là các bạn mà trồng cây vạn thọ mà cao á, thì các bạn có thể là gieo từ ngày 20 tháng 10 nha các bạn, và trễ nhất là ngày 25 tháng 10 nha các bạn ha. Thì nó sẽ là cái kịp cái Tết Nguyên Đán nha các bạn. Ở đây mình cây này cũng trồng được nửa tháng rồi nha các bạn ha. Nhưng mà hôm nay thì mình mới quay cho các bạn. Đây các bạn, trồng kích thước cũng khá là đều ha. Thì trồng mà cây nhãn thọ này các bạn mà từ ngày gieo hạt mà đến cái ngày mà nó đổ bông á, là tầm khoảng là từ 65 ngày đến 70 ngày là nó có thể là đổ đẹp nha các bạn ha. Đó, thì ở đây mình đang quay dưới trời nắng các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy nè. Đây. Đây các bạn đang xem nè. Bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn. Thì cũng như là có những cái câu hỏi mà liên quan đến chủ đề á, thì các bạn cứ comment bên dưới, thì trong những cái video kế tiếp của mình á, thì mình sẽ là quay về cây vạn thọ nó kỹ hơn cho các bạn xem ha. Đây các bạn, ở đây mình quay nó hơi nhanh các bạn, cũng như là quay bằng tay á. Nè, quay cận cảnh cho các bạn xem những cây vạn thọ con này các bạn. Đấy. Ở đây là mình trồng trên đất thịt nha các bạn ha. Và lên clip nè. Thì một clip như vậy á, thì một luống như vậy á, thì mình trồng là hai hàng nha các bạn. Ở đây cũng có bờ nước nè các bạn. Phải giữ được cái lượng nước. Thì video sau thì mình sẽ quay cho các bạn một cái đám vạn thọ các bạn. Lùng ha, vạn thọ lùng. Nó đang đổ bông để mình chuẩn bị cho cái những cái dịp lễ khác, sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Còn cái đám này là trồng để dịp Tết nha các bạn ha. Đây các bạn, phân phướng vậy thì ở đây mình đi là 22-25 nha các bạn, mà tức là NPK các bạn. Đây mình quay hơi rung nha các bạn, không có cái thiết bị mà để chống rung các bạn. Nó còn cái kích thước như thế nào thì các bạn xem kỹ nè. Đó. Cứ bờ vậy là mình đi hai hàng nha các bạn ha. Nó chính giữa là mình để một cái khoảng trống để mình khi mà mình đi thương lái mà ta có đến tỉa thì nó cũng ấy được. Đó, các bạn xem ha. Bây giờ cho các bạn xem hồi demo thôi các bạn. Video sau thì sẽ là chia sẻ kỹ cho các bạn luôn. Đó, mô hình trồng nó đẹp hơn. Đấy. Rồi thì video mình quay nhanh tới đây thôi nha các bạn, cũng như là chia sẻ cho các bạn cái thời điểm thời vụ mà để trồng cây vạn thọ Tết đó các bạn. Nó như thế nào thì cũng đã chia sẻ rồi. Mình sẽ được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau kế tiếp của mình nha.